Đây nãy thì mấy con mấy bộ IC8090 nè, đây đẹp nhất hết rồi, IC8090 nha, quá đẹp bà con ơi. Lâu lâu mới được về mấy bộ này, lâu lắm rồi, gần 6 tháng nay hàng mới được về đó bà con, mà hàng tỷ đặc biệt không đó. IC90 XS90 đẹp không con, chưa chịu rửa nha. Đây IC80 XS80 luôn. Mấy con này xài biết chừng nào, quá đẹp luôn nè. Dè bọng được còn nguyên vẹn luôn nè, thấy không? Quá đẹp. IC90 XS90. Không, 0 8 6 3 5 6 7 0 7.